Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con chuột với thiết kế khá là đặc biệt với biệt danh của nó được gọi là chuột trứng. Thì sản phẩm này đến từ thương hiệu Elecom và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn thấy con chuột này có thiết kế gì đặc, có gì đặc biệt nhé. Con chuột này có điểm đặc biệt hơn các loại chuột khác, đó là nó sử dụng pin sạc chứ không sử dụng pin 3A hay 2A như các dòng chuột trước đây. Thì đây là sản phẩm của chúng ta. Đi kèm với sản phẩm chuột này đó là dây sạc. Các bạn có thể nhìn thấy với thiết kế rỗng đặc biệt như thế này thì con chuột này được gọi là siêu nhiệt với trọng lượng khoảng 30g. Đặc biệt hơn hết là nó sử dụng pin sạc, với một lần sạc pin các bạn có thể sử dụng lên đến 3 tháng. Con chuột của chúng ta kết nối với máy tính bằng gì? Đó là bằng receiver giống như các con chuột khác trước đây ha. Mình sẽ test thử cho các bạn. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ cắm receiver vào máy tính. Sau đó bật nguồn lên. Bởi vì mình mới khui từ trong hộp ra và chưa sạc pin cho nên con chuột nó báo đèn đỏ như các bạn vừa thấy ha. Thì con chuột này nó có tích hợp đèn báo pin ở phía trên sản phẩm. Khi mà con chuột sắp hết pin thì nó sẽ báo lên nguồn đèn đỏ như thế này để các bạn nhận biết. Ngoài ra các bạn có thể thấy phía dưới con chuột của chúng ta vẫn có mắt đèn nhưng nó lại không sáng đèn. Thì đây là dòng chuột quang IR-LED, nghĩa là chuột quang không đèn. Nó rất là tiết kiệm pin khi các bạn sử dụng ha. Thì sản phẩm của chúng ta có các màu sau đây để các bạn lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nhé.